Dạ vâng, xin chào tất cả các bạn. Như các bạn đã biết thì dịp gần tới đây thì cũng sắp đến Tết cổ truyền và cũng là một trong những thời khắc mà các người lao động mong đợi nhất, đó chính là tháng lương thứ 13. Thì như các bạn đã biết thì ở cái tiêu đề như các bạn đang nhìn thấy đây chính là mập mờ thưởng Tết tháng 13, doanh nghiệp đang đánh lừa người lao động. Thì tại sao hôm nay mình lại làm một video này? Thực chất thì mình cũng có đọc qua rất nhiều bài báo của Vietnamnet và cũng đọc qua với chia sẻ của ông Phạm Minh Huân, nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội. Thì mình cũng đọc về cái lương thưởng tháng 13 này thì mình cũng cảm giác rằng từ bấy lâu nay thì rất nhiều doanh nghiệp đang họ đang lách luật và đang lừa dối người lao động. Đó là cái thưởng lương tháng 13. Thì để chi tiết như thế nào thì bây giờ mình sẽ trích dẫn một cái bài báo của Vietnamnet có phỏng vấn nữa về ông Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội. Thì nhiều lao động nghĩ rằng là tháng lương thứ 13 là thưởng Tết, nhưng đây là hai khoản hoàn toàn khác nhau. Nhiều doanh nghiệp đã nhập nhèm trong chuyện này. Ngày 26 tháng 12 2019, chia sẻ với Đất Việt, ông Phạm Minh Huân, nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, nhiều doanh nghiệp đang có sự nhập nhèm trong chuyện thưởng Tết Nguyên Đán, khiến cho người lao động bị đánh lừa cảm xúc khi nghĩ rằng tháng lương thứ 13 đồng thời cũng là khoản thưởng Tết và công ty dành cho nhân viên của mình. Trong quy định hiện nay thì không bắt buộc doanh nghiệp nào cũng phải có khoản thưởng Tết Nguyên Đán cho nhân viên. Còn trong luật lao động thì với nhân viên ký hợp đồng chính thức thì phải có tháng lương thứ 13, các bạn nên nhớ. Nhiều doanh nghiệp thì đã chi trả lương tháng thứ 13 vào dịp cuối năm, khiến người lao động nhầm tưởng rằng đây cũng chính là một khoản thưởng Tết, ông Huân nói. Chính vì thế, theo vị chuyên gia, nhiều doanh nghiệp không có thưởng Tết cho người lao động nhưng nhiều người lao động lại không biết việc này. Tháng lương 13 không có nghĩa là tiền thưởng mà chính là tiền công lao được giữ lại doanh nghiệp và phải có trách nhiệm trả đủ cho công nhân viên. Ông Huân nói rằng về quy định của pháp luật, nếu doanh nghiệp không có khoản thưởng Tết cho người lao động thì cũng không sai quy định pháp luật, nhưng luật nó cũng nói rõ rằng doanh nghiệp nếu kinh doanh có lãi thì phải trích một phần từ khoản lãi đó để thưởng cho người lao động, chứ không thể doanh nghiệp làm ăn có lãi mà lại chỉ biết có một mình. Nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội cho rằng thưởng Tết Nguyên Đán là điều bất kỳ người lao động nào cũng mong chờ. Doanh nghiệp không nên nhập nhèm trong chuyện này để đánh lừa cảm xúc của nhân viên trong công ty. Mỗi doanh nghiệp cần dành ra một khoản để thưởng Tết cho nhân viên. Mức thưởng sẽ tùy tính toán của người sử dụng lao động, nhằm gắn kết tình cảm gắn bó giữa hai bên với nhau, vị cựu quan chức này bày tỏ. Đồng quan điểm, ông Mạc Văn Tiến, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Dạy nghề cho rằng doanh nghiệp cần công khai có thưởng Tết cho nhân viên hay không, chứ không thể nhập nhèm giữa câu chuyện thưởng Tết và tháng lương thứ 13. Điều chắc chắn lao động ký hợp đồng chính thức được nhận. Doanh nghiệp cần phải công khai để người lao động được biết đây cũng là trách nhiệm và nghĩa vụ của doanh nghiệp. Nếu kinh doanh có lãi thì cần trích một phần thưởng chia cho nhân viên. Đây là nguồn động lực để giữ chân nhân viên ở lại để tiếp tục cống hiến cho công ty. Như các bạn đã biết thì vừa rồi thì mình có trích dẫn một cái bài báo của Vietnamnet có cuộc phỏng vấn giữa hai Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội, đó là ông Phạm Minh Huân. Thì như các bạn đã biết thì bấy lâu nay thì chúng ta vẫn đang bị doanh nghiệp đánh lừa, họ nói là thưởng lương Tết tháng thứ 13 thì khiến cho người lao động chúng ta đang nghĩ rằng là doanh nghiệp đang bỏ thêm cho chúng ta một cái tháng lương, nhưng thực chất đây là cái điều mà trong luật lao động đã quy định rằng đối với những lao động chính thức thì bắt buộc công ty phải có tháng lương thứ 13 cho người lao động, chứ họ không hề một bỏ một khoản Tết nào thu nhập từ công ty để trả cho người lao động. Thì đây cũng là một cái kết cục đáng buồn cho cái sự thiếu hiểu biết của chúng ta khi bị doanh nghiệp họ đánh lừa rằng là tháng thứ 13 là tháng thưởng Tết. Rồi thì cái video này thì chính xác là mình muốn chia sẻ với các bạn về cái hiểu biết và tìm tòi của mình mới nhất về cái lương thưởng tháng thứ 13. Thì hy vọng là các bạn cũng biết và hiểu như thế nào là tháng lương thứ 13. Rồi, thì video của mình chia sẻ với các bạn đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các video lần sau.